Once again, a big congratulations to competitor 102, Mason Bowles. Chào mọi người, mình là Vinh và đã lâu lắm rồi không gặp lại mọi người. Ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại. Quay đây cười chào khán giả phát nào. Thì như là mình đã nói là mình sẽ làm một cái chuỗi series video trong suốt quá trình mà mình chuẩn bị cho cái mùa giải đấu này. Nhưng mà cuối cùng thì trong 4 tuần thi cuối cùng thì mình không thể nào ra video được. Và thành thật xin lỗi mọi người rất là nhiều. Nhưng lời hứa thì vẫn giữ, series đó thì vẫn tiếp tục. Đây chính là series về chặng đường những cái ngày mà mình vừa trải qua. Giải đấu thì cũng vừa kết thúc rồi và Vinh của mấy bạn cũng đã giành chiến thắng ở giải đấu này. Nên là tiếp theo kênh Vinfinity sẽ tiếp tục cho ra những cái video về kết tiên thi đấu, về những cái ngày mà mình vừa trải qua. Thì cho đến thời điểm hiện tại mình mới có thời gian ngồi lại chia sẻ nó đến cho mọi người. Và mình mong là mọi người sẽ ủng hộ một cái chuỗi video này nhé. Ok, chào mọi người, mình là Vinh đây và 2 tuần rồi tôi mới ngồi lại, tôi quay một cái đoạn video cho mọi người. Và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8, có nghĩa là mình còn cách cuộc thi của mình 4 ngày nữa thôi là mình sẽ bắt đầu lên sàn. Mình đã có khoảng 2 tuần để mình nghĩ nhiều hơn về cái dự định sắp tới mình làm và tập trung cho cuộc thi. Tập luyện thì cũng đã hết mình rồi, ăn uống cũng hết mình, rất là kỹ luôn. Thể trạng của tôi hiện tại một tí cho mọi người coi là hình dung ra được là hiện tại body fat của mình như thế nào. Đây là một vài cái bức ảnh mà mình vừa mới chụp được cách đây một ngày trước, ngày hôm qua, và cũng có vài những cái clip nhỏ nhỏ như thế này. Có thể thấy là tôi cũng khá là khô rồi và cũng khá là ốm rồi. Nếu mà không nhận ra được trên cái khuôn mặt của tôi là gầy gò ốm yếu gì thì ok, nói chung là tôi cũng giảm khá là nhiều ký. Ngày hôm nay là một ngày low carb, phải nói là cực kỳ low carb luôn. Mình ăn rất là ít tinh bột. Buổi sáng ngày hôm nay mình cũng vừa mới có một cái buổi tập toàn thân trên xong và không có ăn tinh bột gì mấy, chỉ có ăn nhẹ một cái lát bánh mì sandwich với muỗng whey protein. Sau đó vào phòng tập thì sáng giờ mình ăn chắc cũng tổng cộng là dưới 100g carb, khoảng 70g carb đó. Ngày mai thì mình sẽ còn một ngày nữa, một ngày low carb nữa thì mình sẽ kết thúc cái chuỗi ngày low carb và bắt đầu carb up để chuẩn bị bước chân lên sàn. Ok, đó là một tí cập nhật về cái thể trạng hiện tại và những gì tôi ăn như thế nào. Alo. Ok, thì 2 ngày nữa là ngày mình sẽ cấp up nên là sẵn tiện, tại vì tôi biết tính tôi hay kiểu lâu lâu kiểu tâm trạng nên là sẽ không xách cái máy lên quay. Nên là sẵn tiện vừa mới quay video update thể trạng rồi tâm sự cho mấy ông, thì cho mấy ông coi là đồ ăn cấp up của tôi nó sẽ có gì nha. Đây, mới đi mua một tí bánh chuối. Bánh chuối này sẽ có đa phần chỉ là carb nhanh thôi, đường 7g đường, khá là phù hợp, không hề có fat. Lý do ok, nói sơ qua một tí về cái những cái nguồn carb mà mình sẽ chọn trong lúc mà mình carb up này. Thứ nhất là carb nhanh, đường không quá nhiều, tại vì mình không muốn kiểu ngày hôm đó mình bị hai đường quá, mình bị kiểu đường cao quá thì nó cũng không tốt lắm. Nhưng phải là carb nhanh một tí và ok, ngọt ngọt, tại vì mình cũng thèm ngọt. Tiếp theo là ít fat, không có quá nhiều chất béo. Ông nào mà thường đi ăn, ông nào mà nghĩ carb up là kiểu đi ăn kem hay kem. Ok, anh đang ăn gì? Mango sticky rice. Chắc ăn xoài xoài mọi người ạ. Còn mình đang ăn một cái gọi là caramel gì đấy, nhưng mà để thử coi nó như thế nào. Rồi, đây là một cái buổi ăn 7 đầu tiên trong ngày. Và cuối cùng thì hai cái kem đó nó đã làm cho mình khá là lo lắng, tại vì buổi tối ngày hôm đó mình bị đầy bụng do kiểu sữa ấy. Và thế là mình còn một ngày nữa để sửa sai, hay là đi ăn pizza, hay là ăn một đống hamburger đồ vô. Và đến ngày thi là cái bụng trình in nhá.
đó, nói người ta cho giữ vô rồi ngày hôm đó cũng ăn hai cây kem, không tin được. Một cái kinh nghiệm đấy, chọn những cái nguồn carb nào mà ít fat thôi, nhiều carb. Ngày hôm đó sẽ ăn rất là nhiều carb nên là mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ carb up đến 2 ngày nữa. Ở đây có tí chuối sấy này, chuối sấy thì chỉ có không có fat luôn, không có chất béo luôn. Và đường thì cũng vừa phải, không quá nhiều, sugar 14g, gọi là ít hơn rất là nhiều so với những cái đồ ngọt rồi đó. Ngày hôm đó là chủ yếu carb up của mình sẽ vẫn là cơm trắng và cộng thêm thịt, một tí chất béo. Tại vì mình không muốn là có thứ gì đó quá xa lạ và có quá những cái thứ quá lạ vào bụng mình trong những cái thời gian đó, vì mình không muốn là kiểu mình sẽ bị đau bụng hay bất cứ một cái gì hết. Chọn những cái nguồn organic như thế này thì có vẻ như là nó sẽ an toàn hơn này. Và tiếp theo, ít fat rồi đúng không? Thì tiếp theo nữa là cũng phải ít chất xơ thôi. Tại vì có fat và chất xơ nhiều quá trong bụng, nó sẽ gây kiểu hơi bloated ấy. Và nó sẽ bị cái trường hợp gọi là bloat. Và mình hạn chế cái việc đó. Mình sẽ ăn kiểu từ từ, một cách từ từ thôi. Và xem coi là cơ thể của mình nó sẽ phản ứng như thế nào trong vòng 2 ngày này. Hiện tại thì mình đang uống khá là nhiều nước trong ngày để kiểu vừa đẩy nước ra, vừa giúp cho cơ thể kiểu hydrate, có nghĩa là không bị mất những chất điện giải. Tại vì mình đã ăn rất là ít carb rồi và cũng ăn ít muối rồi, nên là mình sẽ đảm bảo là mình sẽ giữ cái lượng nước nó cao. Tại vì với một số phương pháp, với những anh vận động viên ngày xưa thì họ kiểu họ siết, họ phải make weight, có nghĩa là phải bị giới hạn số ký, thì phải kiểu cắt nước đồ này nọ. Nhưng mà với mình hiện tại thì mình không có bị, trong cái giải này thì mình không có bị giới hạn số ký, nên là mình sẽ không có cắt nước và mình uống nước khá là nhiều. Nhưng trong 2 ngày carb up này, 6 lít sẽ được giảm xuống còn 3 lít, cỡ 3 lít đến 4 lít. Trong khi uống mình cũng phải vừa quan sát cơ thể coi là nó như thế nào, độ phòng đủ chưa, có bị uống nước nhiều quá không, có quá nhiều carb không, để mình cắt giảm làm sao Đến lúc lên sàn thể trạng của mình tốt nhất. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của mình. Mình không muốn kiểu 3 tháng trời, 2-3 tháng trời kết tinh và cuối cùng nó sẽ, và cuối cùng thể trạng mình lên sàn kiểu nó hơi, nó không được mỹ mãn cho lắm, thì cái đó mình không thích. Mình thấy nó uổng, nên là phải kỹ trong cái thời gian này. Carb up tưởng chừng là một cái gì đó gọi là bạn đã xả rồi ấy, nhưng mà không đâu, bạn vẫn phải rất là kỹ trong cái thời gian này. Ở đây, hơi tối, để tôi chỉnh tí ánh sáng lên nha. Đấy, cho sáng sủa lên một tí. Ở đây, à không, hơi sáng rồi. Đấy, ở đây mình sẽ có bánh mì. Bánh mì ngày hôm đó mình sẽ ăn với chuối. Bánh mì nướng với chuối. Mình sẽ tập làm bánh mì nướng kiểu Pháp của anh Chí Bò. Ở đây có bánh mì, ngũ cốc. Ngày hôm đó chắc sẽ ăn cả hộp này luôn đấy, khá là nhiều đấy. Cream of wheat đây, và chắc chắn rồi, bánh gạo và một vài thanh năng lượng này nữa, chocolate chip đây. Thanh năng lượng này thì lượng fat cũng không có quá nhiều, chỉ có 5g fat cho một cây thôi, và lượng carb thì khá là cao, lượng đường cũng khá là cao, nên là mình để coi, ăn cái này cũng hạn chế thôi, không cũng không ăn quá nhiều cái này đâu. Đấy, thì đây là tất cả những gì mà mình sẽ, đây là tất cả những gì mà mình sẽ sử dụng trong cái ngày carb up, cộng thêm với cơm trắng và thịt. Thịt thì mình sẽ giữ ức gà và những cái nguồn như là nguồn đạm như là whey và trứng để cho nó dễ tiêu hơn một tí. Còn đây là thứ mà mình sẽ ăn trước khi bước chân lên sàn khoảng 1 đến 2 tiếng hoặc là 30 phút này, là một bịch Skittle. Đây là đồ ngọt, là kẹo Skittle ấy. Kẹo Skittle thì nó sẽ không có fat đâu, nó sẽ có rất là ít fat thôi, và đa phần nó sẽ là đường khá là nhiều. Và cái này là thứ mà mình nghĩ là mình sẽ ăn khá là nhiều trong cái thời gian đó, và để coi là cơ thể của mình sẽ phản ứng như thế nào với hết cái đống này nha. Còn cả một chai mật ong nữa. Đây, còn cả nguyên một chai mật ong. Cập nhật thêm một tí nữa là ngày hôm qua, ngày 30,
là mình vừa mới đi in đo body fat ở bên DEXA scan. Membership around 50. So what's your normal weight? Normal weight? Yeah, if you're not competing. Có thể biết là DEXA scan là một cái dụng cụ đo lường thể trạng cơ thể và lượng mỡ cơ thể, mật độ cơ xương khá là chính xác. Và thể trạng của mình hiện tại lúc đó đang là 8,7% và mình nghĩ là lúc lên sàn mình sẽ nằm khoảng 8%. Mấy InBody mà thường ở Việt Nam á, là sẽ đo mình hiện tại chắc cũng khoảng dưới 5% rồi, nhưng mà mình không nghĩ là mình đang dưới 5% đâu. Lên hình thì nhìn có vẻ ảo thế thôi, nhưng mà xuống 5% nó là một cái gọi là thử thách rất là lớn. Nói chung là ngày hôm nay mình cũng muốn ngồi lại tâm sự và kể cho mọi người về những cái gì mà đang diễn ra và đã diễn ra trong những cái tuần vừa qua. Ok của tôi. Và hiện tại, như là tôi đã nói, tôi chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là tôi sẽ lên sàn thôi. Và tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày hôm đó sẽ cố gắng quay nhiều video nhất có thể. Và sau thì sẽ lấy những cái footage đó, những cái hình ảnh đó ra làm cái tài liệu. Sau đó, nói thiệt là mùa siết này tôi đã học được rất là nhiều thứ luôn đó. Và rất là khá là nôn để kiểu chia sẻ nó cho mấy ông. Đó, thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ cho mấy ông về những thứ gần đây mà mình vừa trải qua. Và chỉ còn khoảng 4 ngày nữa thôi là mình lên sàn. Chúc tôi may mắn nha. Và ngày hôm đó sẽ cố gắng quay nhiều nhất có thể để sau ngày hôm đó làm một cái video ra cập nhật thêm. Vậy nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành và ok, mình là Vinh. Cảm ơn mọi người vì đã xem channel của mình. Take care.